Vâng, tôi đã sẵn sàng rồi. Vậy thì các chị đã sẵn sàng chưa ạ? Có nghĩa là trên 400 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu Camry một chủ từ đầu. Đẹp xuất sắc, tất cả tình trạng là nguyên zin. Bao test chính hãng toàn quốc Odo đang là 9 vạn 2 các anh chị nhé. Phải nói là Camry là một chiếc xe phân khúc hạng D, một chiếc xe dành cho các doanh nhân. Nó vô cùng đẳng cấp. Đấy, ngoài những cái tính năng an toàn, những option phải nói là vô cùng hiện đại, thì nó cho chút tỉ mỉ cho chúng ta đều phải hài lòng với mẫu Camry. Vậy thì thực sự nó đẹp như thế nào thì xin mời các bác có thể đi quanh một vòng luôn nhé. Đi quanh một vòng luôn. Sau đó chúng ta sẽ đi luôn vào khoang nội thất để không mất thời gian của anh chị. Đấy. Thì tôi xin phép là đi quanh một vòng để các bác ngắm cái độ đẹp của chiếc xe. Đó. Thực sự nó đẹp như thế nào? Chúng ta có thể nhìn ngay phần đầu, đây là một chiếc xe nhập khẩu. Đấy, động cơ 2.0 các bác nhé. Đấy. 2.0, các bác nào lo về xăng thì với khối động cơ 2.0 của xe nhập khẩu Camry thì nó vô cùng tuyệt vời rồi. Phải nói là đây là một chiếc xe mà tôi khẳng định nó là một chiếc xe vô cùng đẹp. Vậy thì nó đẹp như thế nào? Các bác có thể ngắm quanh một vòng ngoại thất để thấy được giá trị chiếc xe thực sự là những có những gì như tôi đã nói hay không. Odo chỉ có 9 vạn 2 thì các bác thấy rằng chiếc xe Zonda thì cũng phải 5 vạn km rồi. Vậy thì một chiếc xe nó chạy được Odo có 9 vạn 2 và bây giờ nó trên 400 triệu đồng, chưa đến 500 triệu đồng thì thực sự nó có xuất sắc hay không? Đó, các bác có thể ngắm nhìn chiếc xe mà tôi tin rằng tôi đã yêu rồi thì các bác cũng phải yêu. Bởi vì mắt thợ mà, đúng không ạ? Đấy, phải nói là một chiếc xe gần như không một tì vết nhỏ nhất. Đấy, nó đẹp xuất sắc các anh chị ạ, một chủ từ đầu. Biển Thanh Hóa, đó, thì phải nói rằng không có gì phải chê rồi. Đây là bản 2.0e nhập khẩu Đài Loan. Các bác ạ, đương nhiên nó là số tự động và Camry thì đương nhiên là số tự động rồi. Phải nói là các bác có thể thấy là cái form của xe nhập thì nó thon form, nó rất là đẹp, đúng không ạ? Nó rất là đẹp. Chứ nó không như xe 2.4 hoặc 2.0 ở Việt Nam thì nó bè. Nó bè, nhìn nó không thon gọn, nó không đẹp. Và đương nhiên là những cái sản phẩm nhập khẩu thì bao giờ chất lượng của nó cũng sẽ là hơn ở thị trường Việt Nam, điều đó là điều khẳng định rồi. Cái này thì miễn bàn rồi. Lúc mới thì chúng ta cũng bỏ ra khoảng 1 tỷ 3 thôi để sở hữu ngay chiếc xe này. Đấy, nhưng ngày hôm nay thì thực sự các bác chỉ bỏ ra 485 triệu đồng. Các bác đã sở hữu được một mẫu xe vô cùng đẹp. Vậy thì chúng ta từ từ hãy đi vào trong nội thất. Và tôi sẽ đi luôn vào phần ngoại thất của chiếc xe. Thì đầu tiên các bác thấy được giá trị và chất lượng của chiếc xe tuyển chọn tại Xe Và Đam Mê. Thì các bác nhìn cái đèn, cặp mắt mà linh hồn chiếc xe nó thể hiện được chất lượng của chiếc xe. Đó là cái dấu ấn đầu tiên. Các bác nhìn nó trong như pha lê, gần như không một tì vết luôn. Đấy. Cái này thì có cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau các anh chị nhé. Và đây, cái bộ la răng và củ phanh, các bác nhìn giúp em nó mới như thế này. Nó mới như thế này và từng con ốc. Đấy, phải nói chủ nhân đi quá giữ xe luôn. Đây ạ. Đó, về đồ đẹp. Các bác nhìn củ phanh, nó còn trắng như trong hãng luôn ạ. Nó mới và từng con ốc đây. Đấy, từ la răng đây. Đấy. Cần nhìn như vậy thôi, đã thấy cái độ đẹp của nó rồi. Và xe thì đương nhiên là tích hợp đèn báo rẽ trên gương các anh chị nhé. Đèn tích hợp báo rẽ trên gương, đây các bác nhìn này. Từ cái gương nó thò ra là cái điểm dễ bị va quẹt nhất, nhưng nó còn nguyên zin nguyên bản, nó đẹp như này. Đấy, thì chúng ta thấy được giá trị của chiếc xe. Đó, đúng không ạ? Đấy ạ. Đó, và phần đầu xe thì rất là quen thuộc thôi. Logo thương hiệu của Toyota và những cái thanh mạ chrome sáng bóng còn như mới. Để thể hiện cái gì ạ? Đó là phần lưới tản nhiệt của chiếc xe. Được chưa ạ? Đây ạ, các bác có thể nhìn. Và phần đèn bên phụ thì các bác cũng có thể ngắm nhìn luôn nhé. Để thấy được giá trị của nó. Đây. Wow, máy thì tôi đang để lỗ nhé. Đang để lỗ. Đấy. Thì bản này nó lại có cả màn hình giải trí phía sau nữa. Và các bác nhìn từ cái chi tiết đèn gầm. Đấy, giúp em nhé. Đấy. Về độ đẹp. Và đây. Cái la răng thì tôi, tại sao mà tôi làm xe tôi quay rất là kỹ. Bởi vì nhiều anh chị ở phía Nam là sở hữu những mẫu xe tại Xe Và Đam Mê rất nhiều, nên anh chị không cần ra. Đó, không cần ra. Nên tại sao mà tôi làm rất là kỹ cả gầm bệ. Đây, củ phanh. Để thể hiện chất lượng chiếc xe. Để các anh chị không mất thời gian. Đó. Khi chuyển xe đến nơi thì các anh chị đã thấy là xe một cách chi tiết rồi. Đấy. Thì không có gì phải phàn nàn nữa, đúng không ạ? Vì tôi làm clip là một cái minh chứng cho chất lượng của chiếc xe. Đó. Và các bác có thể thấy là một chiếc xe nó nguyên zin nguyên bản. Thì các bác để ý cho em. Đấy. Những cái phần khe khít này, lắp cabo này, nó phải phẳng này. Nó phải đều, nó không sọc sạch nhé. Không bị sọc sạch thì xe không bị đâm va. Hoặc chẳng hạn như cái đường nét này, khe canh cửa này. Đều tăm tắp nhé.
và những cái đường này, đường nét, đường đối này phải thẳng nhau, đường này phải phẳng. Đấy, ví dụ như vậy. Thì các bác thấy rằng chiếc xe nó không bị đâm va, đúng không ạ? Đấy, và đây, các bác có nhìn từ những ô cửa kính cực kỳ sang xịn và mịn luôn nhé. Đúng không ạ? Sáng bóng và lấp lánh luôn, từ tay lăm cửa thì cũng rất là đáng yêu. Đấy. Và đây là cái la răng thứ ba để quay cho anh chị này, để thấy giá trị chất lượng của chiếc xe. Đấy, các bác có thể thấy nhé, từng con ốc này, cổ phanh bên trong này. Đấy, mới cho trong hãng luôn. Và phần đèn phía sau thì phải nói rằng Camry cái này thì nó, cái phần đèn thì cũng được kéo dài và tạo lên một cái hiệu ứng 3 chiều rồi. Đây, có những góc cạnh, đấy, chúng ta kéo dài. Thì cái form này thì nó thon gọn hơn, nó đẹp, cái form này và form xuất Mỹ. À, chẳng hạn nhập thị trường Mỹ thì nó gần như tương tự như nhau. Nên nhìn cái form nó rất là thon, các anh chị nhìn ạ, nó rất là đẹp. Vuốt chiếc xe rất là đẹp. Đấy. Kể cả phần đuôi cũng vậy thôi. Đấy. Có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau các anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Thực sự vào đây, những chi tiết phần trên này, phần lóc đây cũng không một tỷ vết. Nhiều anh chị đi thì ở cái lóc này đôi khi đỗ dưới bóng cây hoa quả hoặc mọi thứ nó rơi vào nó có vết nồi lõm. Thì đây tôi quay cho các anh chị thấy rằng nó không có một vết nồi lõm, là chiếc xe nó chuẩn men như thế. Chủ nhân rất là yêu xe và cẩn thận nhé. Có đành phanh trên cao thì nó nằm ở bên trong. Đấy. Và đây, phần đèn đây các bác này. Phần cốp của Camry thì chắc chúng ta không có gì phải bàn rồi, về độ rộng rãi đúng không ạ? Đấy. Phần cốp thì chắc là không có gì phải bàn về độ rộng rãi đâu, nên các bác yên tâm. Đấy. Và các bác nhìn những cái đường cong, đường vuốt của chiếc Camry. Đấy, nó chuẩn men, nó đẹp, nó giữ nguyên bản, nguyên zin nguyên bản thì nó đẹp như này. Đấy, các bác nhìn ngang, nhìn mọi góc độ. Đấy, thì nó luôn là rất tuyệt vời các anh chị ạ. Vâng, quá đẹp. Và đây cái la răng cuối cùng thì tôi quay cho anh chị nhé. À, để khi chuyển xe cho các bác thì các bác định hình được luôn này, nó như thế nào. Đấy. Đây ạ. Nó đẹp như thế, nó mang lại một cái dấu ấn và những điểm nhấn tuyệt vời cho chiếc xe. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng không ạ? Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy thì xin mời các bác chúng ta đi luôn vào khoang nội thất để thấy được giá trị chiếc xe mang lại thực sự nó có đẹp như bên ngoài hay không. Vâng, tôi thực sự đang ở cái vị trí của ông chủ, có nghĩa là vị trí của ghế sau các anh chị nhé. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là cái bệ tì tay. Cái bệ tì tay và ở đây thì có để hai cốc nước. Nhưng hoàn toàn những cái chi tiết và tiểu tiết là những cái phần ốp gỗ cực kỳ là đẹp và những cái vân quá đẹp luôn. Và chi tiết đây là da, một cái bệ tì tay rất là to. Đấy. Còn chúng ta đi đông người thì chúng ta có thể gập cái bệ tì tay này lên. Thì các bác có thể tạo thêm một cái không gian nữa cho người ngồi. Đấy. Ngoài cái cửa gió điều hòa phía sau thì xe được trang bị hai màn hình. Đấy. Hai màn hình giải trí cho hành khách phía sau các anh chị này. Đó. Hai màn hình. Đấy, vẫn hoạt động tốt như mới nha các bác nhé. Đó. Vẫn hoạt động tốt như mới nhé. Về độ rộng rãi thì nó quá rộng rồi, Camry mà. Đó. À, chúng ta có thể ngả nghiêng làm xoài ra thoải mái luôn. Đấy. Thì các bác sẽ trải nghiệm những cung đường dài thì sự rộng rãi làm cho chúng ta thoải mái. Đấy. Và cái bản tắp lô tắp ly thì ngoài những chi tiết gỗ mà thì nó hoàn toàn nó được bọc ra. Đấy, được bọc ra các bác nhé. Và từ cái chi tiết của nó thì từ cái tem gây mát thì báo cáo với các bác là còn nguyên zin nguyên bản luôn. Đó. Còn nguyên zin nguyên bản đây, từ cái tem gây mát này. Đấy, tem nhập khẩu này. Đấy, được chưa ạ? Đây tem đây. Tất cả là zin đét nhé. Đấy, là zin đét. Các bác có thể thấy không ạ? Nó rất tuyệt vời luôn. Đó, chỉ cần nói như vậy thôi đã thấy rằng nó quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Đây, tất cả tem mác đây các bác này. Đấy. Đấy, tem mác nhập khẩu này. Đấy. Và bản táp lô táp ly thì đây. Đấy, một số điểm nhấn là chi tiết ốp gỗ. Đấy. Và màn hình phía sau này. Đấy, hai màn hình phía sau. Đấy, các bác nhé. Đó, cửa gió điều hòa và phần trần thì còn đẹp như mới luôn, không một tí vết, đúng không ạ? Đó. Về đằng sau, còn về đằng trước thì sao? Thì các bác cũng thấy này, đây này, những cái tem nhập khẩu này. Nó còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, nó nguyên zin như vậy cơ mà. Rồi, rất tuyệt vời luôn. Thực sự là cực kỳ tuyệt vời luôn các bác ạ. Và hàng ghế trước thì wow. Về độ rộng rãi, về độ sang xịn và tất cả đây bản tắp lô tắp ly thì đây. Các bác nhìn giúp em này. Đây này, những cái chi tiết vân gỗ này. Đấy, kết hợp với da này, nó là da mềm nhá. Vì Camry nó là một dòng xe phân khúc hạng D, gọi là xe cao cấp rồi. Thì đương nhiên nó phải trang bị những vật liệu đó là cao cấp nhất các bác ạ. Đây, và bản trung tâm thì nó cũng được toàn bộ là chi tiết ốc gỗ. Đấy, những chẳng hạn rất nhiều cái hộp đồ này. Đấy, này,
cổng sạc 12V, cổng aux cắm này. Đấy. Và đây nữa, đây là hộp để cốc này. Đấy, các bác có thể thấy củ số này cũng được ốp gỗ này. Và cái xe nhập đài này thì nó có một chế độ chạy tuyết nữa. Đấy. Các bác đừng kích hoạt, nếu mà không phải đường trơn, đường tuyết thì không kích hoạt cái này làm gì cả. Và điều hòa. Đấy. Điều hòa thì nó được trang bị điều hòa auto tự động hai vùng đồng lập, màn hình cam lùi và đầu đĩa DVD. Và trên này thì có một cái đồng hồ điện tử và cửa gió điều hòa. Nói chung là trau chuốt tỉ mỉ các bác nhé. Và cái hộp để đồ ở đây thì ok rồi, chúng ta không có gì phải bàn cả, đúng không ạ? Đấy, về phương diện nhìn từ bên phụ thì các bác có thể thấy nó đã sang xịn và đẳng cấp, và chiếc xe nó quá đẹp như thế nào rồi, đúng không ạ? Và khi đứng ở phương diện bên lái thì đây, các bác có thể thấy bản tam lô tam ly của bên lái này. Đấy, đây ạ. Đó. Và màn hình này. Đấy, màn hình phía sau nhé. Rất ok, đúng không ạ? Mọi chi tiết. Và từ cái tem mác nhập khẩu này, tất cả nó còn nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Cứ yên tâm. Đây, từ cái tem của nó đây. Thì tôi cũng xin quay cho các bác là nó không thiếu một cái tem nhập khẩu nào cả. Đấy, nó chuẩn men đến mức độ như vậy. Đấy, và kể cả ở trên phần cửa lái thì đây, cái tem của nó cũng còn nguyên zin nguyên bản, và từ con ốc đây. Zin hết nha các bác nhé. Zin hết. Đấy. Đây ạ. Vào đây. Vô lăng gỗ kết hợp với bọc da cực kỳ cao cấp. Wow. Quá đẹp, đúng là cam gì, đúng không ạ? Đặc biệt là mức tiền như một chiếc Morning i10 thì các bác không thể từ chối được cái mẫu xe này được, đúng không ạ? Đấy. Cảm biến này. Đấy. Và cái chức còn rất nhiều chức năng là gương kính chỉnh điện này, chi tiết ốp gỗ này. Đấy. Và odo là 9,2 rồi. Và mặt đồng hồ thì đương nhiên nó sẽ rất là led. Phân giải cao. Bản trung tâm thì phải nói vô cùng là đẹp. Vô cùng là đẹp, đúng không ạ? Quá đẹp luôn các bác ạ. Đó, chỉ cần nói như vậy thôi thì các bác đã thấy rằng nó có đáng đồng tiền bát gạo, và đương nhiên chạy camry thì nó cực sướng rồi. Cái xe này nó chuẩn men đến tất cả, từ cái tem cái mác không thiếu một cái nào đâu ạ. Không thiếu một cái nào các bác nhé. Từ con ốc này, zin tuyệt đối luôn. Bao zin các bác tuyệt đối luôn nhé. Đó. Đó. Có tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời. Vậy thì tuyệt vời hơn nữa, các bác phải đi vào khoang động cơ, và tôi đã mở sẵn lên rồi. Trước hết, cái lắp capo này là có thanh chống thủy lực này. Thanh chống thủy lực này. Đấy, thanh chống thủy lực. Và ụ giảm sóc từ con ốc, các bác nhìn giúp em này. Nó chuẩn men đến mức độ như này. Đấy. Từ cái tai đèn này. Đấy. Phần răng đầu này, từ từ hãm vào cỗ máy, nhiều vào cỗ máy em sợ các bác ngất, vâng, nó đẹp quá. Vâng, em sợ nhiều bác này bệnh tim mạch mà nhìn ngay đột ngột thì ngất mất, vì con xe nó quá đẹp. Và xe thì tôi vẫn bắt đầu để nổ máy này. Nhưng đây, xe này mới phải là xe này, ô tô này, đây mới gọi là ô tô chuẩn men này. Nó đẹp xuất sắc, đúng là xe một chủ từ đầu thì người ta giữ xe nó như thế này. Và Euro 9 vạn thì các bác nhìn giúp em, zin đét. Vâng, zin đét từng con ốc. Và đây, máy móc của nó thì đây ạ. Đó, các bác nhìn giúp em nhé. Công nghệ máy VTI rồi. Đấy, VTI rồi. Nó rất là tuyệt vời. Và từ trong sâu kia từng con ốc, các bác nhìn cho em kìa. Sáng choang như mới luôn. Không một nốt tháo vặn nhé. Và từ ở dưới đây. Đấy, phần ở dưới đây thì xem nào, xoay máy ra. Đấy, tôi sẽ cố gắng xoay máy ra để quay cho các bác một cách nó đầy đủ và chi tiết nhất nhé. Đó, các bác có thể nhìn ở phần dưới kia không ạ? Phần dưới kia. Đó, nhìn nó ạ. Chuẩn chưa? Đấy, nó đẹp từng chi tiết. Đẹp miên man. Đẹp không một tì vết. Và tôi nghĩ là rất khó tìm những chiếc xe thứ hai như thế này. Thực sự đây là những sản phẩm chúng tôi tuyển chọn chất lượng thôi. Đấy, tiền nào thì của ấy các bác ạ. Đấy. Đó, rẻ thì không có tốt. Và từ cái tem cái mác này. Nắp capo này. Đấy, từ cái tem cái mác các bác nhé, không thiếu một cái tem cái mác nào. Đấy, Toyota này. Đấy, nó chuẩn men đến một độ như vậy. Và các bác hãy ngắm nhìn lại một lần nữa, mà tí tạm lát nữa các bác đi phần gầm thì mới thấy được giá trị của chiếc xe này nó đẹp cỡ như thế nào. Nó có hoàn hảo hay không thì chúng ta phải đi phần gầm, đúng không ạ? Đó. Vậy thì bây giờ chỉ còn phần cốp sau nữa thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đi xuống phần gầm ngay bây giờ. Cam gì đã rộng rồi, phần cốp bằng D thì cốp đương nhiên phải rộng, rộng miên man. Và nó rộng miên man các bác ạ. Đấy. Có thể nằm ngủ bên trong được. Và đây, đây là rõ nét nhất này. Đấy, từ những thảm lỉ của nó là nguyên zin nguyên bản này. Đấy, từ cái chốt này chuẩn các bác nhé.
chuẩn luôn nhỉ. Đấy, keo này, keo chỉ này, zin từng phân luôn. Đó, zin từng phân luôn các bác nhé. Đấy, chuẩn men nó phải như vậy. Đấy, làm những chiếc xe phải làm như thế này. Đó, các bác mất tiền nó cũng sướng. Đấy, nó cũng sướng. Vậy thì trước khi đi vào phần gầm, để chúng ta cảm nhận một chút vận hành xem cái tiếng ồn, độ cách âm của chiếc xe này có tốt hay không, thì xin mời các bác tôi vận hành trong vòng 30 giây thôi để các bác cảm nhận nhé. Đấy, sau đó các bác hãy đi xuống phần gầm. Còn các bác nào quan tâm thì các bác hãy đến tại đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương. Đấy, hoặc nhấc máy gọi ngay Phúc Video 0935 323333 các bác nhé. Các bác sẽ sở hữu ngay được một mẫu xe tuyệt đẹp một chủ từ đầu này. Xin mời các bác đi xuống phần trải nghiệm một chút và sau đó chúng ta sẽ đi xuống phần gầm. Và thật sự là cầm lái chiếc Camry nó cho chúng ta một cái trải nghiệm, trước hết là độ đầm, độ êm và độ cách âm chống ồn tốt, không bị dội gầm, và tăng tốc thì cực kỳ nhanh. Wow, một chút thôi. Vâng, tăng tốc quá nhanh các chị ạ, rất sướng. Và bây giờ tôi đã về đến showroom của xe đam mê rồi, thì xin mời các bác đi phần gầm để cảm nhận được chất lượng chiếc xe nó hoàn hảo như nào. Các bác hãy nhấc máy alo ngay cho Phúc Video để làm sở hữu ngay chiếc xe này. Cảm ơn tất cả anh chị. Và em quay cho các bác cái phần gầm chiếc Camry nhé. Chúng ta xem được cái phần gầm thì chúng ta yên tâm, chẳng hạn như đâm xô ngập nước thủy kích máy móc ra. Máy móc thì các bác yên tâm, từng con ốc là zin nhé, bao zin cho các bác. Cái gầm thì em có rửa sạch rồi. Đấy, nói chung là nó hết mạm bám đi thì nó sạch thì chúng ta mới nhìn được kỹ, đúng không ạ? Tất cả ốc là zin đét nhé. Đấy, rong keo đây, đỏ chét nhé, chuẩn men nhé. Đấy, đây, tất cả là đấy, các bác nhé, tất cả là zin nhé. Đấy, báo cáo các bác là zin đét hết luôn. Đó, đây, cắt tè này. Đấy, máy là zin hết nhé. Đấy. Đây là hệ thống càng máy này. Đấy, thì đây nó xuất là tí, xuất sơn là tí thì nó có vết khô ha. Thì đây nó xuất sơn thì không tránh được. Đấy, phun vào thì các bác lại bảo là bán tẻ, không nguyên zin. Đấy, thì tôi cứ quay mộc mạc như này. Đấy. Càng A này, cổ phanh này. Đấy, nên chúng ta yên tâm là không sợ bị đâm va thử kích cập nước, hoặc là nói chung là máy bị bỏ chẳng hạn như thế, hoặc máy dớm dầu, máy thì khô giòn rồi. Cổ phanh này, gầm của Camry thì báo cáo các bác, thì Toyota thì chắc chúng ta không cần phải nói nhiều rồi, thì cái này được sơn phủ gầm. Đây, dòng keo của nó tất cả là zin nhé, keo zin nhé. Đây này. Đấy, nói chung là không có dấu hiệu về han bục mọt đâu. Đấy, bô thì bô zin này, Toyota này, Toyota đây nhé, bác nhìn nhé, chuẩn men nhé. Đó, gầm bệ rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. Bao bô lê này, phẳng căng này. Đấy, tôi quay này, các bác nào làm thợ thì nhìn để biết luôn, định hình được chiếc xe. Còn các bác nào mà chưa hiểu thì cứ đưa clip để cho thợ xem hộ. Bao bô lê phẳng căng nhé. Đấy. Đấy, chỉ cần như vậy thôi thì các bác định hình luôn được chiếc xe, đúng không ạ? Ok, nó như thế nào. Đó, chuẩn men nhé, tất cả là chuẩn men. Bình xăng đây không méo không bẹp, có nghĩa là không bị va chạm. Đấy, phẳng căng. Hệ thống treo có Camry. Đấy, con này nhập đài 2.0. Đấy. Gầm thì đương nhiên là khe kẽ thì mãm bám rồi. Rửa nó không sạch đâu các bạn ạ. Rửa không sạch được. Đấy, bô này, Toyota này, chuẩn men nhá. Đấy, và đặc biệt là quan trọng nhất này, đầu chassis là đầu chassis đầu răng này, không bị va chạm này, nguyên zin nguyên bản này. Đấy, răng sau này. Đấy, răng sau nhá. Phẳng căng nhá. Đấy, chassis đây. Đấy, và những ô tô bên cạnh này cũng không bị méo bẹp, có nghĩa là không va chạm từ bên cạnh vào, còn chuẩn hết. Đấy, và cái ô tô bên này nữa xem nào. Đây, chuẩn men hết này. Đấy, chuẩn men hết các bác nhé. Đấy, xe đam mê thì luôn luôn là bán xe chuẩn. Đấy, nên là chúng tôi quay rất là kỹ. Đấy, tiền nào thì của ấy thôi, chứ chúng tôi không bán xe lỗi đâu. Xe lỗi chào rẻ có con 50, 100 nhưng chúng tôi cũng không mua, bởi vì chúng tôi có tiêu chí là làm xe chất lượng, có bảo hành, có cam kết, nên nó là như thế này đấy ạ. Nếu các bác nào muốn quan tâm đến xe chất lượng thì đến xe và đam mê, còn các bác nào quan tâm giá rẻ thì cái đấy là quyền của các bác thôi. Và cảm ơn các bác rất là nhiều.